Thảo Vi xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đời Sài Gòn Post. Quý vị thân mến, hòa cùng không khí lễ Giáng sinh và những ngày cuối cùng của năm 2022, Thảo Vi xin gửi tới quý vị những lời chúc sức khỏe. Dù có mất đi điều gì trong những năm qua, chúng ta hãy giữ Giáng sinh vẫn là một điều gì đó tuyệt vời nhất. Xin kính chúc quý vị một ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều. Không chỉ là nụ cười, mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc không có tình yêu nào là vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu chúc cho chúng ta sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời merry christmas and happy new year hy vọng quý vị vẫn sẽ luôn ủng hộ chúng tôi bằng cách theo dõi và cập nhật tin tức trên kênh the sun post mỗi ngày một lần nữa ba biên tập xin chân thành cảm ơn thưa quý vị ngay trước thềm Giáng sinh chỉ một ngày, quân chiếm đóng Nga được phát hiện đã tấn công Kherson bằng hỏa tiễn và pháo Đại bác bằng cách sử dụng bom Phosphor. Điều này được RBC Ukraine thông báo trích dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kháng chiến quốc gia. Theo Trung tâm đưa tin, quân đội Nga hàng ngày khủng bố Kherson và các khu vực ở hữu ngạn sông Dnipro sau khi các vùng lãnh thổ này được lực lượng vũ trang Ukraine giải phóng. Đỉnh điểm vào ngày 23 tháng 12, quân xâm lược đã tấn công thành phố bằng bom Phosphor. Việc sử dụng bom phốt pho và các loại đạn khác có phốt pho trắng ở gần và bên trong các khu dân cư bị cấm theo Công ước Geneva về bảo vệ nạn nhân chiến tranh. Tuy nhiên, người Nga lại tiếp tục khẳng định danh tiếng là những kẻ khủng bố bằng cách tấn công dân thường, trung tâm nhấn mạnh. Chính quyền Kazan khuyến cáo người dân thành phố quan tâm đến sự an toàn của mình và di tản vì nguy cơ người dân có thể không có nước và được sưởi ấm. Trước động thái trên, tổng thống Ukraine kêu gọi người dân không nên bỏ qua các tín hiệu cảnh báo không kích, bởi Nga đang chuẩn bị bắn hỏa tiễn vào Ukraine trong dịp lễ năm mới và Giáng sinh. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng quân xâm lược coi thường bất kỳ giá trị nào. Trong kỳ nghỉ lễ đang đến gần, những kẻ khủng bố Nga có thể hoạt động trở lại. Chúng coi thường các giá trị của Kitô giáo và bất kỳ giá trị nào nói chung. Vì vậy, mọi người hãy chú ý đến những tín hiệu cảnh báo không kích, giúp đỡ lẫn nhau và chăm sóc lẫn nhau, tổng thống Zelensky nói. Ông cũng đe dọa Nga phải chịu trách nhiệm về vụ khủng bố này. Chuyển sang một diễn biến khác, Nga dù tự thiết kế được vi xử lý, nhưng do phụ thuộc vào đối tác sản xuất nước ngoài, nên CPU thành phẩm vẫn không thể được giao cho nước này do vướng cấm vận. Điều này dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về sản lượng máy tính PC và máy chủ dùng CPU của Nga, và nước này cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng hàng nhà làm bởi Intel, AMD và nhiều hãng công nghệ phương Tây đã ngưng hoạt động kinh doanh tại Nga. Tờ Commercent dẫn lời Maxus CVDF người đứng đầu Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga cho biết, trong năm nay chỉ có 15.000 chiếc PC và 8.000 máy chủ dùng các vi xử lý Elbrus và Baikal của Nga được sản xuất. Chúng tôi đáng lẽ ra sẽ có nhiều hơn con số này nếu lô vi xử lý của Elbrus Baikal được giao. Các quyền sở hữu trí tuệ và tất cả tài liệu đều của Nga, nhưng dựa trên các tiêu chuẩn cấu trúc liên kết thì không có cơ sở sản xuất nào như vậy ở Nga và tất cả những thứ này được đặt hàng từ các nhà máy nước ngoài, CDF nói. Đài Loan với TSMC được phép xuất khẩu một số loại CPU cho Nga và Belarus, nhưng với những hạn chế nhất định. Chẳng hạn như các vi xử lý này sẽ có hiệu năng dưới 5 GFL OPS. Cho dễ hình dung, thì một chiếc máy chơi game như Nintendo 3DS có hiệu năng FP32 vào khoảng 4.8 GFL OPS. Hơn nữa là chip xuất khẩu không được có đơn vị xử lý số học và logic ALU trọng hơn 32 bit chip có không quá 144 chân tiếp xúc, độ trễ tuần tự giữa các gate của bán dẫn dưới 0.4 nano giây và đặc biệt là xung nhịp hoạt động của vi xử lý không quá 25 MHz. CDF cho biết, các nhà sản xuất nước ngoài chịu trách nhiệm sản xuất vi xử lý của Nga đã từ chối đáp ứng các đơn đặt hàng trong năm 2022, bao gồm cả việc chuyển giao chip đã sản xuất. Nga đã tìm đến thị trường xám của Trung Quốc để nhập khẩu chip, nhưng khoảng 40% chip nhập khẩu gặp lỗi một lựa chọn khác cho Nga là các vi xử lý Longson của Trung Quốc. Tuy nhiên, nước này mới đây đã cấm xuất khẩu CPU Longson vì tầm quan trọng chiến lược của CPU này với an ninh quốc gia. Theo The New York Times, quân đội Nga cần tới 72 giờ để phê duyệt một cuộc tấn công khiến binh lính tấn công các mục tiêu Ukraine quá muộn. Một báo cáo cho biết. Mặc dù Nga có nhiều thiết bị quân sự hơn Ukraine, nhưng lực lượng của Ukraine nhanh nhẹn hơn. Sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2, Moscow cảm thấy tự tin vào số lượng máy bay chiến đấu và máy bay quân sự của mình để giúp hoàn thành nhiệm vụ khi nước này tìm cách áp đảo các lực lượng Ukraine. Nhưng trong khi Nga có nhiều máy bay chiến đấu hơn đáng kể so với Ukraine, binh lính Nga thấy mình bị cản trở bởi sự cứng rắn của quân đội khi họ tìm cách tấn công các mục tiêu mới. Theo một cuộc điều tra của New York Times công bố hôm thứ bảy, nêu chi tiết những thất bại của nước này trong suốt cuộc xung đột. Tính hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraine đã mang lại cho nước này một lợi thế quan trọng ngay từ đầu, cho phép họ loại bỏ bất kỳ lợi thế nào mà Nga có thể mang lại hoàn toàn từ phạm vi vũ khí của họ. Theo The Times, các máy bay chiến đấu của Ukraine có số lượng áp đảo 15:1 trong một số trận không chiến ban đầu và Nga có hàng ngàn hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn nạn đạo mà các quan chức tình báo Mỹ và Ukraine cho rằng sẽ áp đảo lực lượng quân sự nhỏ hơn, nhưng Ukraine đã đưa ra một kế hoạch di chuyển một số hệ thống phòng thủ của họ bao gồm bệ phóng hỏa tiễn bớt và S300 và trung tâm điều khiển của họ đến các địa điểm khác nhau trước khi Nga bắt đầu cuộc xung đột. Theo các quan chức cấp cao của Ukraine nói chuyện với tờ The Times Thay vì tấn công các mục tiêu mới, Nga chủ yếu oanh kích vào các địa điểm cũ không còn được Ukraine sử dụng. Theo các quan chức Mỹ nói chuyện với The Times, có tới 60% hỏa tiễn hành trình của Nga trượt mục tiêu đã định. Theo báo cáo, Nga cũng chậm tấn công các mục tiêu mới. Theo The Times, quân đội cứng nhắc và tập trung thường cần 48 đến 72 giờ để sửa đổi thông tin tình báo và được chấp thuận tấn công các mục tiêu mới, cho phép các lực lượng Ukraine có tới 3 ngày để di chuyển đến các địa điểm khác nhau sự cứng rắn này cũng gây tổn hại cho các lực lượng nga khi các phi công của họ phải vật lộn để làm tê liệt hệ thống phòng thủ của ukraine và bay mà không có sự hỗ trợ từ các máy bay chiến đấu bổ sung. một phi công người ukraine olesy người đã nói chuyện với the times cho biết các phi công nga đã bay thẳng mà không có bất kỳ sự che chở nào. olesy nói với tờ báo có thể quân đội nga đã không đọc sách của liên xô họ có bom họ có hỏa tiễn nhưng họ không yểm trợ cho máy bay tấn công của họ việc ra quyết định chậm chạp của quân đội Nga đã phá vỡ kế hoạch chiếm thủ đô Kyiv của Ukraine và một số thành phố khác ngay từ đầu cuộc xung đột. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập, Thảo Vy cảm ơn quý vị đã chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục dành nhiều tình cảm yêu mến cho kênh bằng cách nhấn vào nút like, share cũng như đăng ký kênh. Một lần nữa chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại.